bắt nhóm đối tượng mang theo vũ khí nóng trên tuyến quốc lộ 91B. Tổ công tác đã khống chế, bắt 7 đối tượng đều trú tại thành phố Cần Thơ và tại tỉnh Sóc Trăng, đồng thời thu giữ tăng vật có liên quan gồm 4 vũ khí, dao, tự chế dài từ 50 đến 150cm. Tối ngày 19 tháng 7 năm 2023, nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an thành phố Cần Thơ đã tăng cường lực lượng, phối hợp với Cảnh sát Hình sự Công an quận Bình Thủy, bắt nhóm đối tượng đi trên nhiều phương tiện mô tô có mang theo vũ khí nguy hiểm trên tuyến đường quốc lộ 91B thuộc địa bàn phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội do Trung tá Đỗ Văn Tuấn, đội trưởng Cảnh sát Phản ứng nhanh 113 làm tổ trưởng, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an quận Bình Thủy tổ chức phương án đón, bắt các đối tượng tại cầu Bình Thủy quốc lộ 91B, phường Long Hòa. Tổ công tác đã khống chế bắt 7 đối tượng: Lý Văn Tân, Lê Văn Thống, sinh năm 2005, Lê Hoàng Khải, sinh năm 2006, Nguyễn Văn Mẫn, sinh năm 2003, Nguyễn Thành Đặng, sinh năm 2004, Phạm Minh Hiển, sinh năm 2007, đều trú tại thành phố Cần Thơ và Trần Quốc Đại, sinh năm 2003, trú tại tỉnh Sóc Trăng, đồng thời thu giữ tăng vật có liên quan gồm 4 vũ khí, dao, tự chế dài từ 50 đến 150cm. Hiện vụ việc đã bàn giao cho Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ xử lý theo quy định của pháp luật.